Ông áo vàng yên tâm bỏ chạy khi đã có người con gái ruột đứng ra sẵn sàng mua nhà mới cho Kim Ngân. Nhiều người thấy ông Hà quá lâu không tặng nhà cho Kim Ngân, còn Gia Nguyễn thì mâu thuẫn với Kim Ngân, nên sợ rằng nữ ca sĩ bị đẩy ra ngoài đường sẽ lang thang tiếp. Tuy nhiên, thật sự một điều, nếu Kim Ngân không thể có được căn nhà của ông Hà và không hòa thuận được với Gia Nguyễn, mà nữ ca sĩ bỏ đi chăng nữa, thì có lẽ cũng là số phận cô ấy phải gánh chịu. Còn chuyện Kim Ngân phải ngủ ngoài đường chắc chắn sẽ không xảy ra, bởi vì sau 86 tập của Thúy Nga đã có rất nhiều người biết đến Kim Ngân rồi. Chẳng may Kim Ngân không ở nhà Gia Nguyễn nữa thì cũng vẫn có rất nhiều người sẽ giúp, và với con người của Kim Ngân bây giờ dễ hòa đồng, dễ tiếp cận hơn, thì ai đó muốn giúp đỡ Kim Ngân cũng sẽ không phải trầy da tróc vảy như Thúy Nga đã từng làm nữa. Nói tóm lại, Kim Ngân có thể tự quyết định cuộc đời của mình rồi. Ngoài Gia Nguyễn ra, còn có em trai tên Danh, em gái Cathy và hai người con gái nữa. Chắc họ sẽ không để Kim Ngân phải sống ở khu máy giặt thêm một lần nữa đâu. Đặc biệt, hai người con gái từng tuyên bố sẵn sàng lo cho Kim Ngân và mua nhà cho Kim Ngân về ở, vì họ là hai người rất giàu có. Chính Tri Di Phương Trinh, người yêu cũ của Tiến Bắc, là chồng cũ của Kim Ngân. Tri Di hiện tại vẫn liên lạc với chồng cũ và hai người con gái của Kim Ngân. Tri Di từng tiết lộ, thực ra nhiều năm qua tôi vẫn giữ liên lạc với hai con gái của chị Kim Ngân. Đứa lớn của chị ấy là Mai Khanh, năm nay cũng 39 tuổi rồi. Đứa nhỏ là Thúy Anh, nhỏ hơn Mai Khanh 3 tuổi. Năm sinh ra Mai Khanh, ca sĩ Kim Ngân mới hơn 20 tuổi. Hơn 3 năm sau thì Thúy Anh ra đời. Cả hai người con của Kim Ngân bây giờ đều rất thành đạt. Thúy Anh còn đang làm quản lý cho một hệ thống ngân hàng lớn. Nhiều người hỏi tôi sao không liên lạc với hai đứa con chị Kim Ngân để đưa chúng đến gặp mẹ. Tôi đã từng làm một lần cách đây mấy năm rồi. Tôi có tìm hai đứa con chị Kim Ngân để nói chuyện. Nghe tôi khuyên xong, chúng cũng đi kiếm mẹ. Nhưng chị Kim Ngân không nhớ gì cả, là lỗi xùm, phải kêu cảnh sát tới. Hai đứa con gái có hỏi cảnh sát xem có cách nào đưa mẹ chúng vào viện tâm thần không. Tới khi cảnh sát vào hỏi, chị Kim Ngân lại tỉnh táo, nói chuyện đâu ra đó, không la lối, chửi bới gì hết. Cảnh sát hỏi gì chị Kim Ngân trả lời như thế, vì thế nên cảnh sát không có quyền đưa chị ấy vào viện tâm thần. Luật ở Mỹ bảo vệ nhân quyền rất nghiêm, nếu chị Kim Ngân không làm hại đến ai, không quậy phá thì không ai được làm gì chị ấy. Hai đứa con gái thấy thế đành bỏ cuộc đi về. Sau đó tôi có cho hai con gái chị Kim Ngân coi clip quay lại được về chỗ ngủ của chị ấy. Đứa lớn coi xong bật khóc, đứa nhỏ thì lảng tránh, vừa vào nhìn một cái là bỏ đi. Đứa lớn bảo với tôi, con rất muốn giúp mẹ nhiều lần, nhưng lần nào gặp mẹ cũng la lối, chửi bới, con không biết phải làm sao. Cảnh sát cũng bó tay vì mẹ con vẫn tỉnh táo. Chứ tụi con sẵn sàng đưa mẹ về để lo cho mẹ, nhưng mẹ không chịu. Về tài chính thì hai đứa con chị Kim Ngân dư sức nuôi chị ấy. Là người lớn, tôi chỉ biết khuyên các con chị Kim Ngân như vậy thôi chứ chẳng biết làm gì hơn, vì con nào chẳng thương mẹ. Chúng cũng cố gắng nhiều lần rồi nhưng thất bại, nên mới bỏ cuộc. Hồi Kim Ngân còn ở bên Thúy Nga, khi thấy Kim Ngân ổn định dần, Tri Di Phương Trinh đã có ý định liên lạc với hai người con gái ruột của ca sĩ Kim Ngân. Vợ cũ của Bằng Kiều chia sẻ, mình đã liên lạc thành công với Mai Khanh và Thúy Anh. Hai cô ấy sẽ có cuộc hẹn trong tuần này để bàn về việc sẽ gặp Kim Ngân. Rất tội nghiệp Mai Khanh. Con gái Kim Ngân nói rằng đã mất nửa cuộc đời thanh xuân để đi tìm mẹ nhưng đều thất bại. Mỗi lần như vậy rất đau lòng và tuyệt vọng, suy sụp tình thân, hy vọng lần này sẽ khác. Tri Di an ủi Mai Khanh rằng lần này hứa sẽ cùng với Thúy Nga kết hợp để cho lần gặp này sẽ khác. Thật tình Tri Di hứa với hai con gái như vậy nhưng cũng không dám chắc là sẽ thành công hay không, vì còn phụ thuộc vào Kim Ngân nữa. Tất nhiên là phải nhờ Thúy Nga rồi. Bên Tri Di sẽ lo về hai đứa con, còn Thúy Nga sẽ lo về Kim Ngân. Tuy nhiên, sau khi thông tin này được công bố trên mạng xã hội, không ít người cho rằng việc để Mai Khanh gặp lại Kim Ngân là một điều nên làm, nhưng đây vẫn chưa là thời điểm thích hợp, vì Kim Ngân hiện tại vẫn không vui khi nhắc đến chuyện con cái. Thế nên chuyện này sẽ để từ từ lại,
cho chị Kim Ngân tỉnh táo hơn và ổn định hơn rồi mới tính tiếp. Kế hoạch cho Mai Khanh gặp lại mẹ tạm dừng lại, chờ đợi thời điểm thích hợp mới nhờ Thúy Nga sắp xếp có lẽ là phương án hợp tình hợp lý nhất. Tuy nhiên mọi chuyện chưa kịp xảy ra, thì Kim Ngân đã rời xa Thúy Nga rồi. Chính vì thế, nếu hiện tại Kim Ngân có bỏ nhà gia Nguyễn đi chăng nữa, thì tin rằng vẫn còn hai cô con gái sẽ lo, không để Kim Ngân sống ở khu máy giặt nữa đâu. Vì tình trạng Kim Ngân đã ổn hơn nhiều rồi, chính gia Nguyễn cũng từng tiết lộ, đã liên hệ với con gái Kim Ngân để tổ chức một buổi gặp mặt. Bản thân gia Nguyễn cũng muốn làm vậy, để nếu ông áo vàng có chạy, thì hai người con gái phải có trách nhiệm với Kim Ngân. Chứ gia Nguyễn chỉ cho Kim Ngân ở tạm vài hôm, chứ làm sao có thể để Kim Ngân ở đó lâu dài được. Hành động của gia Nguyễn là rõ mục đích, bởi vậy hai người con ruột rất dư giả về kinh tế thì việc bỏ ra 100.000 đô mua cho mẹ một căn nhà là điều đơn giản. Mai Khanh cũng thể hiện mình là người có tiền trong bức thư mà Mai Khanh gửi cho Thúy Nga. Mai Khanh từng viết một bức thư cho Thúy Nga, bày tỏ rõ quan điểm. Mai Khanh nói: "Con chào cô Thúy Nga, con là Mai Khanh, con gái của mẹ Kim Ngân. Trước hết con và em con cảm ơn rất nhiều vì cô đã lo cho mẹ trong thời gian qua. Tụi con muốn từ đây lo những chi phí cho mẹ, để cô không còn phải lo, hay nhận tiền ủng hộ từ mọi người nữa. Con biết cô rất thương mẹ Kim Ngân và có ý nguyện lo cho mẹ suốt đời, nên cô cứ tiếp tục gần gũi mẹ con như một người thân trong gia đình. Nhưng con xin cô đừng quay mẹ con và đưa lên YouTube nữa. Mẹ con không được bình thường nên là có những lúc chửi bới sùm, và tụi con rất đau lòng khi thấy hình ảnh này. Con mong cô hiểu cho con và gia đình. Tất cả những chi phí cô đã lo cho mẹ con thì tụi con xin hoàn gửi lại cho cô." Trả lời về bức thư này của Mai Khanh, nữ danh hài đã chia sẻ: "Tiền của Thúy Nga giúp cho Kim Ngân thì Thúy Nga không bao giờ tính toán. Khi Thúy Nga giúp Kim Ngân thì Thúy Nga muốn đưa đàn chị đi chữa bệnh rồi kiếm công ăn việc làm cho Kim Ngân, tự tạo công việc và trả lương sòng phẳng cho Kim Ngân để chị ấy sống như một người nghệ sĩ, tự tin đủ khả năng nuôi sống bản thân và sẽ kêu gọi mọi người làm một live show cho chị. Bởi vì Thúy Nga không muốn Kim Ngân phải đi ngửa tay xin tiền, không kêu gọi, phải tự mình tạo ra cơ hội cho mình. Và lúc đó sẽ kêu gọi hai người con gái góp vào mua cho Kim Ngân một cái nhà và Thúy Nga sẽ kết nối cho hai mẹ con gặp gỡ. Nhưng kế hoạch này đến hôm nay cũng tan vỡ, không làm được. Vậy thì nếu như bây giờ, khi thấy Kim Ngân đã ổn rồi, thì chắc chắc hai người con gái cũng sẵn sàng tặng nhà cho Kim Ngân, nếu như ông Hà bỏ chạy." Video đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã chú ý đón nghe.